Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của 19 và cùng nhau xây dựng những đồ hình bá đạo nhất 19 nhé anh em. Rồi, khởi đầu thì phong bài của mình là ba phù thủy, ba hư không kẹp với cả hai đấu sĩ. Tôi thấy là cái đội hình này có công thủ toàn diện rồi đấy. Mà gặp cái quả đối thủ này thì thôi. 6 no sớt, sờ quêm 2, Darius 2, cháu chịu. Một phần là mình cũng tương đối là may mắn khi mà đã sở hữu được con Lux với cấp độ 5. Tỷ lệ thì bây giờ chỉ có 2% xuất hiện những cái vị tướng 4 vàng mà thôi. Không biết là cái lõi thứ hai là gì. Lõi đầu thì mình lại lựa chọn một cái lõi tăng kinh nghiệm, đặc quyền phù sa, nghe có vẻ khá là sang chảnh nhờ. Loren bất định, cường hóa siêu công nghệ và Loren thần thoại. Ây à, hai lò rèn hy sinh. Ui, lại là kim long lấp lánh. Rìu của Raven, giáp đại hãn và quyền trợ giả kim. Khi mà chơi phù thủy thì mình nghĩ em chúng ta nên sử dụng cái quyền trợ giả kim này là hợp lý nhất. Và mình sẽ ném luôn cho con Lắc nha anh em. Rồi, hôm nọ thì mình cũng có chơi một cái form bài Eco kết hợp với quyền trợ giả kim, hack rất là nhiều vàng. Chúng ta sẽ cùng xem một cái con Lux 4 tiền là nó có thực sự là đáng sợ hơn không. Bởi vì trận này thì mình sẽ khả năng cao là kẹp 3 để Marcia để lấy một trang bị ánh sáng cho Lux. Đấy, cũng như là tích 60 tiền để có thể có được 60% sức mạnh phép thuật cho con Lux khi mà nó cầm được cái quyền trợ giả kim này luôn. Xịt. Ui, chưa thấy tiền rơi. Kết liễu thì mới có cái tỷ lệ rớt ra 2 tiền nha anh em. Wow, 2 tiền luôn, nhon. Một round mà hack được 2 tiền thôi là tôi thấy rất là ấm no rồi. Có một chút gọi là tăng tiền. Vừa được sức mạnh lại còn thêm cả được tiền thì thôi. Nó gọi là chuẩn chỉ. Bây giờ thì chắc là mình sẽ cho 4 phù thủy vào xem sao. Đây, gì là chúng ta sẽ kẹp thêm Poppy để kích hoạt thêm căn trường. Với cột mốc 6 phù thủy thì sẽ được cộng thêm 80 sức mạnh phép thuật. Cũng có một nhà lựa chọn là kim long lấp lánh luôn. Khét đấy. Thế anh em thì trang bị kim long nào nó là xịn sò nhất? Nhà này thì lựa chọn kiếm của tay bạc cho Kalista. Chuẩn đấy, chuẩn bài đấy. Nhưng mà bạn này thì chỉ có 20 tiền mà thôi. Mà với cái phong bài thách đấu này thì nó sẽ kiểu tăng rất nhiều tốc đánh. Ui rồi, thua luôn nhà này à. Cô nàng lắc chúng ta xịt nó cũng ui, không vào máu được thằng Warwick, không chết nổi luôn. Ảo đá thật. Đi chợ nào. Wow, phiên chợ lần này thì không có luxury. Nếu được thì chắc là mình sẽ lấy một cái bột xanh. Bột xanh cho con carry chính lắc nha anh em. Đây, được rồi. Con AC 2 tiền này chắc là anh em chê. Anh em coi thường. Anh em đâm đầu vào cung với cả gậy hết rồi. Mà cái xa này cầm cung này thì lại một pha xoay bài sang thách đấu luôn không? Mà cái bạn mà top 1 có cái tên nó hơi bị khắm nhở, Nho Nhạc Nhè. Nho Nhạc Nhè thì tôi chịu rồi. Top 1 với 130 máu à. Về cái kỹ năng của Lux thì nó cũng đã có được cái khả năng là giảm kháng phép của team địch rồi. Trận này thì chắc có thể chúng ta sẽ đánh một cái form bài là 6 hồ thủy, 3 đề Marcia, kẹp Javan và Lux nữa thôi. À, kẹp Javan và Poppy. Poppy thì nó cũng kiểu can trường. Nhưng mà về late game thì chắc là mình sẽ bỏ đi không chơi hư không ấy. Chắc là cũng không cần can trường. Thế vào đấy thì chúng ta có thể kẹp thêm một cái con Sona để kích hoạt pháp sư đa chú cho Vel'Koz phù thủy. Ui, gặp luôn nhà trộm vặt. Non nhạc nhè, khổng lồ hóa, thách đấu rất khỏe. Lên luôn level 7 à.
Càng đây chứ. Trận này thì quá nhiều nhà chơi thách đấu Kalista kết hợp với quần đảo luôn. Titan thì sao đây? Titan cũng thách đấu quần đảo. Cháu chịu. Mà cũng đúng thôi, meta bây giờ là độ hình gì mạnh là anh em thiên hướng spam mà. Rồi. Ba Demacia. Và để có thể lên được con Lắc 3 sao thì chúng ta sẽ phải roll ở level 7 đấy. Tìm Lắc 2, sau đó lên level 8 thì cái tỷ lệ thì nó sẽ cao hơn. Thì lúc đấy chúng ta mới có khả năng lên được Lắc 3. Tại vì cái trận này tôi check là ít anh em chơi. Đa số là mấy ông người chơi thách đấu ra xua Kai'Sa. Còn không thì chơi chơi quần đảo này thì nó lại là Gwen các kiểu đúng không? Cùng lắm là mấy ông người chơi Azir thì cũng có thể bắt Lux. Rồi nhưng mà đấy là những mà số ít. Sấy, sấy, sấy. Ôi rồi. Sấy rất kinh. Sấy không? Rất là tiền luôn không? Nhon. 4 tiền. Một phát nữa không? Không kịp sấy một phát nữa. Hơi tiếc. Sấy phát nữa thôi là đẹp rồi. Bạn này chắc là đánh Kama rồi. Lấy cái khảm bảo thạch. Mà để ý nãy giờ là mình thua hơi nhiều nha. Anh em ăn hiếp tôi là hơi bị quá đáng rồi nha. Đừng để là cường nóng. Cường nóng là cường bật điều hòa luôn. Katsadin. Cái trang bị ánh sáng của Lux thì nó ra mũ hoặc là găng bảo thạch rồi. Quá đẹp à. Kỹ năng của con Lắc này. Ui, như là đánh quái cũng rất là tiền à. Thật đó. Có thể đánh quái rớt ra mấy con luôn. Ừ. Cố gắng roll một con nữa nào. Chỉ cần Lắc 2 thôi. Azir kìa. Azir Lắc Javan không? Tôi cần cái con Javan ấy. Ừ đây rồi. Mình sẽ không chơi hư không đâu. Đấy. Ui rồi. Bột xanh lại còn thêm cả Sojin ánh sáng nữa chứ. AC 2 trời nhỏ dữ. Thôi cứ lên đi, tại vì chút nữa chúng ta có thể kẹp vào lấy quân sư. Mai Tuấn Anh, nhà này thì Kalista kết hợp với quần đảo bóng đêm rồi. Lý do mình roll mạnh ở level 7 thì tiền thì anh em mình có thể bào được, bào nhờ con Lắc được. Còn máu thì tôi thấy là thực chất là bây giờ quá thấp rồi, hơi thấp. Hôm sao mà lại được Kalista đây trời. Khuyến mãi kinh nghiệm, giải phóng ấn vật, Donnie đóng giày, dụng cụ chiến thuật, sức mạnh áp đảo. Chắc mình sẽ lấy dụng cụ chiến thuật thôi anh em ơi. Đồ của Lux thì đã có đồ đẹp rồi. Để có thể chơi 8 phù thủy thì chúng ta sẽ cần phải có một ấn phù thủy các bạn ơi. Nhưng mà thời điểm này thì đang rất là khan hiếm nước mắt. Cho nên là mình sẽ lắp một slot thêm đi. Trước tiên là cứ phải một slot slot thêm. Còn có được thêm một ấn phù thủy nữa hay không thì tôi không chắc. Đấy. Cứ khỏe mạnh trước đã, được chưa? 6 phù thủy. Mà ở cái vùng đất này thì những cái vòng năm thì ở cái vùng đất Ionia chúng ta sẽ nhận được những cái vị tướng bậc cao ấy. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được Ahri rồi đấy. Ui, 4 tiền rồi kìa. Ngon chưa? Anh mình phải lấy luôn để có thể tăng sức mạnh phép thuật cho Lắc luôn nha. Ui rồi. Long bíp BTC này 2k. Nhà này đang còn rất là nhiều tiền. Chắc là thấy mình bắt cái con AG2 cũng khá là để bụng đây. Tại vì anh chàng này anh ấy chơi Surima. Đấy, 6 Surima rồi. Thôi, bán đi cho người anh em mình chơi. Thực ra là mình cũng không có ý định bắt đâu. Nhưng mà tôi tính là không có gì cho vào thì anh mình có thể kẹp AG
để lấy quân sư. 6 thách đấu Kalista. Warwick, mình chưa có lắc 2 anh em ơi, còn 40 tiền nữa thì mới lên cấp được. Một cái chặng đường khá là gian nan. Càng đây. Đổi vị trí đi. Ôi, giết ánh sáng luôn. Tung vang Linh Lam. Nhà này thì nó sớt. Mấy cái nhà mà lấy khổng lồ á, đánh nhau mệt thật. Mà kiểu lay game ấy. Lay game mà không sử dụng mấy cái lõi combat thì nó hơi bị cà đuối. Ông này lại lấy tận 3 cái lõi kiểu búp đạp luôn. Mấy cái lõi combat như giãn cách, cộng mình nghỉ, hay là mấy cái lõi kiểu sát thương thêm cung với cả là BF ấy, cái lõi mạnh vãi. Mình thì bây giờ cũng chả có cái lõi gì mà combat cả. Heimerdinger à? Chắc là mình sẽ lấy một cái gậy. Gậy làm nỏ sét nha anh em. Lux thì cũng có khả năng giảm kháng phép rồi, nhưng những cái con còn lại thì sao? Chơi đội hình phù thủy là chúng ta cần phải có được một là giao điện, hai là nó xét. Những trang bị này thì sẽ khắc chế những cái nhà mà có cái lượng kháng phép cao hoặc là lắp vuốt rồng đấy. Cho nên là chúng ta cứ phải đầu tư tí. Một cái gậy thôi mà. Sen này. Căng nha. Nếu mà thua một round nữa chắc là mình sẽ phải drone tìm lắc 2 đấy. Tôi đang đợi xem là nó có tự ra hay không. Để anh em mình để dành tiền lên cấp 9. Với cái đội hình này thì lên cấp chúng ta có thể cho một con gì ta? Quân sư, ở quân sư cũng được. Hoặc là một con Kassadin. Chưa bao giờ top 8 à. Máu nhiều này sao mà top 8? Chắc chắn là phải top 8 một hai lần rồi. Chứ chưa bao giờ top 8 mà tôi thấy là đánh hơi bị kinh ấy. Nhiều trận là anh em mình đen ơi là đen. Đen ơi là đen mà gặp mấy ông kiểu chơi hay là hay. Thì mình nghĩ thế nước đấy là khó có thể nào mà tránh khỏi cái top 8 được. Đấy. Tôi cũng thừa nhận tôi top 8 rất nhiều. Chứ không phải là chưa bao giờ. Swim 2 này. Đấy. Ông này đặt quả tên chưa bao giờ top 8 là nói sai sự thật. Ủa chết rồi. Bắn nhầm mẹ con ấy rồi. Má. Hỏng rồi. Lắc 2 à. Bắn nhầm Mori rồi anh em. Trời ơi. Thế này thì đánh đấm cái gì đây. Ui. Thôi. Cũng may là được con lắc 2 với mấy cái con khác. Lắc 2 với cả thêm một con nữa. Rút ngắn cái khoảng thời gian mà chúng ta lên được 3 sao. Lắc 3 sao không biết là thú vị như nào nhờ. Một sấy ra tỷ vàng luôn. Đấy anh em thấy không? Cặp với nhà châu bò thì tôi thấy cũng rất là hơi mệt. Ui, nhà này có 3 cái máy bảo vàng luôn. Ác quỷ đấy. Mà lại còn có cả vé vàng. Chút nữa mà nhà này lên tầm khoảng level 9 nhá, hoặc là level 8 thôi. Onin thì mình thấy là sẽ hơi mệt. Thậm chí Onin level 7 khi mà có một cái nhân bản tướng cỡ lớn thì cái tỷ lệ mà xuất hiện được những cái con 4 tiền 3 sao ấy phải nói là rất cao. Sợ lắm. Sợ lắm các bạn ơi. Mai Tuấn anh đi rồi. Ta máu luôn. Cái nhà đấy tôi nhớ không nhầm là cũng chơi Kalista đấy. Lạ gì. Cái nhà nho nhạc nhè đấy. Nho nhạc nhè mạnh thế. Trộm vặt. Trộm vặt là cái lõi mà nó sẽ kiểu nhận được cái vị tướng lớn tiền nhất trong cửa hàng sau mỗi vòng đấu. Avi luôn à. Hiểu cái tâm thế là mình vừa mới bán đi cái con chủ chốt Oriana, thế là cho luôn Ari thay thế. Đá đít luôn. Không làng nhạc. Sẽ ưu tiên thêm một trang bị phòng thủ nữa. Dây chuyền.
Trong trường hợp này thì anh em chỉ cần lắp cho lắc ra và lắp lại, cho vào lại thì nó sẽ auto là đồ ánh sáng. À gì à? Ui, nên này level 9 rồi anh em ơi, nhà Long BTC này mạnh vãi. Trong đấy thì nhà này thì lại chơi nó xuất phù thủy á. Really? Really Nika? Trả giá đi. Bắt cô nàng lắc của tôi là hơi mệt rồi đó. Ok. 6252. Ôi, 500 là chắn với 80 à 40 sức mạnh phép thuật. 800 là chắn. 3800 là chắn, nó cũng kiểu khổ đấy. Nhờ. Ở đấy thì năng suất của bạn Long BTC rất trâu à. Ái tử lạp thì cũng khỏe. Nhưng mà mình khá là tự tin với cái form bài ở thời điểm này. Nhưng mình sẽ slow roll tìm lắc ba nha. Không cần quan tâm mấy cái con khác. Javan, Javan cũng được. Bây giờ mà lên 9 thì chúng ta sẽ cho thêm một con Teemo. Teemo vào. Vừa có quân sư, lại còn thêm cả pháp sư đá chú. Tuyệt vời luôn. Thậm chí bây giờ chúng ta có thể cho vào luôn cũng được. Nhờ. Cho vào luôn cũng được. Nhưng mà từ từ, nhà này có Ari. Ui. Lên level 9 rồi. Và này là mỗi vòng có một con 5 tiền ấy. Như hack luôn. Nhưng mà về cái mặt sức mạnh thì ông này không có tuổi solo với mình. Anh em xem này. Sấy ác chua. Sấy thẳng mặt luôn. Không còn tường nhưng mà vẫn sấy thẳng mặt vào cái bạn nho nhặt nhè. Đùa. Nhà này cũng 6 thách đấu à. 6 non sớt, 6 phù thủy. Tất cả thì đều dừng lại ở cột mốc 6 à. À gì à? Anh em có cái lõi kim long lấp lánh thì cũng có thể nên thử vận may. Nhưng mà có trang bị phòng thủ thì đôi khi cái cánh tay kim cương nó cũng ngon nha. Còn những trang bị phép thuật thì chúng ta có thể đánh phép, đam thì có thể đánh Kalista thách đấu các kiểu. Một sự lựa chọn mình nghĩ cũng không quá tệ. Đây rồi, mình đang căn này để gặp ông này. Thì muốn xịt chết luôn cái con Kassante cho nó đỡ sút đi. Tại vì team mình thực sự là tôi thấy là cái dàn tanh nó cũng không quá quá cứng cáp. Không có quá cứng cáp nha, nhưng mà vẫn vừa đủ. Rồi xong rồi. Tính tiền cho bạn là Long BTC 2K. Nhà này mà mua được BTC ở mức 2K thì ấm rồi. 345 phép. Ui, 3795 ạ. Lượng sát thương rất là khổng lồ. Azir, Lắc và Javan. Mình mong là đi chợ sẽ có ấn phù thủy. Ui, có ấn Ionia thôi, hơi tiếc. Nếu được thì mình sẽ lấy thêm cốc sức mạnh. Bút sát thương cho Lắc nha. Đấy, 4 tiền luôn. Anh em lấy đồ gì cũng được. Nhà thách đấu lấy thêm đam mà. Tanh của mình phải có cái áo choàng gai của trận này thì mới hay được anh em ạ. Nó chuẩn chỉ được. Nhưng mình không có cái giáp nào luôn ấy. Javan này. Ui, không khéo là lên được Javan 3 không? Chưa thấy lắc đâu nhưng mà Javan nó cũng ra nhiều nha. 6 Ionia. Khét. Gặp luôn không? Ái tử lạp không? Không phải rồi, chúng ta gặp chưa bao giờ top 8 với cái form bài Ionia. Ui, đã có được Ari rồi. Nhà này chơi Ionia ra Ari là điều đương nhiên thôi. Mày này. Ui, à trong này hồi máu ghê vậy. Tiền kìa. Ma, tiền bay phải nói tung tóe luôn. Thôi, cứ mỗi round anh mình dồn tầm chục phát.
ra được con nào thì hai con đấy. Chứ bây giờ ra được ra ván 3 hoặc là Azir 3, Lắc 3 là end game luôn nhở. Có vẻ như bạn ái tử lạp này ăn được nhà nho nhạc nhè, và mình thì có thể ăn được cả hai nếu như mà xếp đội hình nó kiểu chuẩn đó. Trời, 3 Jerry, trời tiếc. Nếu như nó lại là 3 con ăn ra van thì bây giờ đi ngủ, đi nấu cơm. Cái gì đây? Đấy, tôi biết ngay mà. Ái tử lạp lên 8 Onin tìm quen luôn à. Thôi không kịp rồi, thôi kệ. Tôi không muốn xịt vào cái con sen này đâu, nhưng mà sao mà tránh khỏi đây. Ui, nó xịt sen cũng chả mấy hồi đâu các bạn, nhanh vãi nhở. Ông này chỉ có thể lên được Gwen 3 thì may ra mới ăn được mình. Đấy. Ui 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 ui. Đàm to chưa? Để ma búp đam búp mạnh thật à? Có gì búp mạnh? Để ma có gì đâu mà búp ta à? Đây là phù thủy mà. Tôi đâu chơi để ma. Sen. Mình chơi phong... Ui, chơi đổi Gwen 3 rồi. Má, thôi xong rồi. Khó rồi các bạn ơi. Giờ phải anh mình phải lên Lắc 3. Thì may ra chúng ta với cái sải tay dài cộng với là bột xanh thì may ra xây trước mới ăn được. Đấy. Nói thẳng nói thật. Con gì đấy? Ari à? Ừ, hay. Ari hay không? 6 lắc rồi nha. Javan cũng đang ở cái con số là 6 con. À, đã 7 con rồi. Wow. Một cái chuyện xuyên phá đi anh em. Khắc chế cái nhà quần đảo bóng dâm ấy. Timo 2 à? Bây giờ tôi đang tập trung chơi liều tìm Lắc 3 chứ. Bây giờ ra lên cấp thì cũng cái cơ hội win mình nghĩ nó cũng không thực sự là quá cao ấy. Đúng không? Đây. Nhà này là 2 thu nhỏ và 1 bào vàng à. Vừa mới có được Aatrox 2 thôi xong rồi. Sợ quá. Phải đấm vội round này tí. Một chút nữa ông này cho Aatrox 2 và anh mình khóc. Ui sao lại không có đồng nào. Ui Gwen nó đã mạnh rồi, bây giờ lại còn lắp cho nó thêm cái áo choàng bóng tối nữa thì sao mà sốc đam được đây anh em ơi. Khó giữ chạy ta. Ôi giời ơi, 29 máu. Hoi hoi hoi. Giữ lại một round ấy. Các bạn nào đang xem đến đây rồi thì hãy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Tại vì mình sắp đi rồi. Phải cố gắng xếp đồ chuẩn ngay. Gặp luôn quả Gwen 3 này thì áp lực cột sống quá. Và đừng quên là mình sẽ livestream vào lúc 9 giờ tối mỗi ngày ở tại cái kênh phụ của mình. Link kênh phụ thì mình sẽ để ngay bên dưới. Cường Kelly Gaming anh em. Livestream giao lưu cũng như là nói chuyện với anh em là chính. Ui. Lắc của mình cũng đâu phải tầm thường đâu nhở. Chẳng qua là Gwen này nó mạnh quá thôi. 11 máu à. Thôi. Ra sao nhá, mình sẽ Oni nữa. 18 máu à. Có thể chúng ta gặp bản sao thì thua nhẹ nhẹ. Chứ gặp bản chính của bọn nó đánh hang máu lắm. Úi chết rồi. Má. Bỏ qua một con Java nó mới nhục chứ. Kỷ luật thôi. Ôi không sao, Java nó độ mày. Mày quá các bạn ơi. Lắc ơi ra đi mà. Nhân vật chính còn chưa lên sao nhân vật phụ đã lên rồi. Java này thì ăn được mà. Được không anh em? Mình nghĩ là nó một nhảy thôi là cho team địch đóng băng hết. Kiểu làm choáng ấy. Ông này lắc chiếu đẹp này. Chiếu luôn vào Ari với lắc nhà mình. Cũng kinh này. Đứng hình hết luôn kìa. Nhìn đều vãi. Cảm giác khi mà team có một con khống chế cứng ấy
Rất là ảo. Ok. Aatrox 2, Gwenma cũng phải đi mà thôi. Nơi xưa. Phê. Có gì không? Ui, là con ấn phù thủy luôn. Ấn phù thủy luôn anh em ơi. Vậy là chúng ta sẽ chơi được 8 phù thủy ạ. Nó đã luôn ạ. Ui, lắc ba luôn không? Đây rồi, Ori đã để sẵn ở đây rồi. Ui giời ơi. Cái lúc căng căng thì nó không chịu ra một lúc. Mà cái lúc kiểu chắc chắn win rồi thì nó lại ra kiểu vãi đái luôn ạ. À. Thề. Đây, mình giảm thiểu sức mạnh đội hình đi thì tăng tiền để búp đam cho lắc thêm. Đấy, cho này cho nó thể hiện. Nhà này có Ari 2. 8.690 sát thương. Thế này thì thằng nào mà đỡ được anh em? Nhiều khi là 5 tiền 3 sao tôi cũng bị xịt chết đấy. Ok GG. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.